quê em An Giang, có sông Hậu đồng ruộng thân thang, đất phù sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp thùy mị đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyên bao chàng. Quê hương em miền Tây Việt Nam, thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời im vui quý hơn bạc vàng. Nhỏ con đi trước đi. Rồi bảo tới, bảo tới qua sáng sớm rồi. Rồi mịt mù để chào con cái đi. Chào cả nhà, dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay thì cả nhóm con rất là vui được sự tài trợ của chú thím Chu Trinh và dạ, chú thím có gửi đến cho ông bà ngoại với cả nhóm của con, đó là nuôi bánh canh vịt. Dạ con thay mặt cả nhóm và ông ngoại bà ngoại của bé Ngọc gửi lời cảm ơn đến chú thím rất là nhiều. Dạ con kính chúc chú và thím luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, dạ và mọi điều may mắn. Dạ bây giờ bà ba và cháu con sẽ đi chợ. Dạ kịp không Ngọc ơi, kịp không Ngọc biết Ngọc ơi. Con đi với tám gì? Đi. Kiếm bánh xe. Đi với tám đi. Viết cho qua mưa lẹ đi. Rồi. Dạ thì mình đi chợ gần. Đi chợ gần. Cháu chở. Rồi chốt. Rồi. Đi chợ gần nhà. Rồi, gửi xe chưa? Chốt. Chốt lấy xe đó đi chốt. Mượn xe du kìa. Lấy xe du kìa đi. Được không đó ơi. Được, yên tâm đi cầm cái mệt. Có gì tắm luôn đó. Tất cả đang suy nghĩ gì hả? Quay cho người coi con mắt cả chưa quay ra mình biết dụng cho gì không? Cái này nó nuôi hả thôi. Nuôi với bánh canh á. Thường nuôi bánh canh này ăn với giá hẹ với ngò rồi nè. Dạ đây cái nồi súp của mình cũng gần được rồi. Mình vớt ba cái bọt nè cho cái nước súp của mình nó trong. Trong hấp dẫn hơn. Bọt này chắc cho mấy con heo hấp quá. Mấy con heo của chị Sáu nè. Dạ cái nồi súp của mình thì nó có rất nhiều đồ bổi nha. Cái này là nấm rơm. Nấm rơm nè, rồi bắp vàng. Bắp vàng còn gọi là bắp Mỹ. Rồi củ cải cà gót. Rồi củ cải trắng. Cái này mình nấu nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Mềm rồi. Cái này chuẩn bị cho bà ngoại ăn là được rồi. Thịt này cũng mềm rồi. Thank you.
vịt này thì chín rồi nè, vớt ra nãy giờ cũng nguội rồi. Giờ mình xắt nha, mình xắt với mình chặt nè. Ngọc vô cái ấy đi, vô tô đi con. Cái này mình để độ sọt tắt, phần nữa. Nuôi ra nuôi bánh canh ra bánh canh đi, ai ăn cái gì lấy cái nấy. Trông vợ không làm luôn. Năm tô nuôi, năm tô bánh canh đi ha. Ừ. Rồi con để ở dưới, lớp dưới. Nước ngọt kìa mấy đứa, xin lấy ngọt cho con đây nè. Giá vô. Có cái thùng nước ngọt đó con. Nước ngọt cái sẵn. Cái này mình nấu hai con vịt, hai con vịt bự mua của chị Sáu nè. Mà sắp quay ăn béo. Béo. Dạ bá luôn. Mấy đứa nhỏ như không ăn không để ấy. Giá hết không? Đứa nào không ăn lên tiếng. Đứa không ăn lên tiếng gì là tổng cộng mấy tô? Mấy tô. Mấy tô không giá không hẹ, không hành không ra. Tổng cộng hình như là 3 4 5 tô hết. Tô đó. Cái đứa ăn bánh canh này nuôi. Thấy hai thứ đi. Cái đầu này để má cảm ha. Đầu ấy chẻ 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 nghe nữa xui nữa. Xui rồi. Không chẻ. Cái nữa hả? Chẻ ốc. Lấy ốc ra cho bả hả? Ốc cái ăn mổ đi lấy. Chị má không bắt được. Này mấy đứa không có dành lại cái này bà ngoại à. Đói thì vô sớm mà chàng. Đói làm chưa xong nó vô rồi. Đói hả? Đi tiểu hả? Cho ngoại đi tiểu đi rồi ra ăn. Mẹ mẹ của Ngọc về ngay ngay cái lọc ăn luôn ha. Mẹ về đám dỗ thôi con. Dạ. Dỗ bà nội hả? Dỗ bà nội. Bà nội hả? Dạ. Ủa mau với hả? Dỗ bà nội. Mấy năm rồi? Dỗ mấy năm rồi? Năm rồi là chắc năm, năm nay là dỗ rồi. Vậy hả? Mau quá ha. Bánh canh nuôi nó rồi. Con cứ làm bánh canh với nuôi chung vậy đó. Phần nửa này con nửa kia. Rồi tám đặc biệt là chỉ bánh canh thôi. Còn hai bịch nữa đó. Đủ không? Ủa chị còn hai bịch giống hả chị? Mua còn để sẵn kìa. Chờ phải dư nó dễ. Chị mua còn. Con keo vô tô đi. Bốn tô luôn. Bốn đứa nhỏ luôn. Mày con để yên đi. Ồ, sôi gục luôn rồi. Sao từ gục dữ dằn luôn. Nước súp hả mà sao? Súp ăn mà. Nấu này cho ngoại ngoại ăn mà. Bởi vậy đâu có cứng được. Này đàn cũng người lớn nè, có rau, có ấy nè. Của Tám là lấy hẹ giá với bánh canh. Hai cái đó thôi. Hẹ giá bánh canh. Đây đây. Hẹ giá bánh canh của Tám này. Giá bánh canh này. Ngàn bữa nay đảm chức vụ dẫn bà ngoại hả? Đó là đó tiền của Tám đó. Nè lấy nước ngọt kìa, đây nè, ra đây nè, dọn đây nè mấy đứa ơi, đi đâu sao bếp ngồi mới hết con ơi. Nhà của ngoại hơi nhỏ. Nhỏ đó ngoài nhà, nhà sao con? Còn ở ta chứ. Sao còn tô không? Còn mà con nhóc tô mà, tô đại lý. Bốn tô nhỏ của mấy đứa học ăn ra hồi để ngoài này tô con nhóc nha. Con bự nhỏ vô đấy chứ, nó bự. Ai chứ con? Ăn canh bột. Để hành ngò đồ vô luôn nha con, với tỏi phi. Tại cái này mình trụng rồi. Đây, xong này con. Cho bay quá. Ủa sao nãy con không bóc hành lên trước á? Rồi để nó không chín. Hành vô tô á. Chín. Chị ra đi sáng nó học. Chín chưa? Ờ nó chín chưa? Sợ nó không chín. Chưa. Ít thôi. Ông ngoại bà ngoại không có ăn hành nhiều á. Đó là con bốn tô, bốn đứa nhỏ không có rào á. Dạ. Tiêu và tỏi phi. Tiêu tỏi phi quá thơm. Nè, quá đặc biệt. Cho ngoại ngoại sao đây cho nè. Ủa cái này con chưa đã thịt nè Quyên ơi. Đã chưa? Nè có cái này. Chưa cái này con để cho Tám. Cái tô đó của Tám đó là Tám không ăn luôn. Tô của Tám là chỉ giò với cánh. Giò với cánh. Ăn bằng bài cho nó cao. Cứ là đã như vậy. Lên dĩa. Này của Ngân ca hả? Dạ.
bốn tô đó là của bốn đứa nhỏ đó. Có rau giá đi con. Dạ. Ồ, em nào mà dọn đều dữ à, đẹp quá à. Nguyên hàng luôn hả? Cẩn thận nha, nước sôi. Nè Ngọc, Ngọc, Ngọc sôi sôi. Quyết nè con ơi, chút nè con để lên một tô, một miếng quyết giùm Tám nha. Đó, Ngọc để sao đi. Ừ, nè, chút ốc bỏ vô. Quyết với mề đó con, chia ra có mề nữa đó. Con này của đứa không giao nữa nè, đủ bốn tô của ba đứa nhỏ đó. Còn riêng Ly rồi đây con bảy. Dạ xin năm còn năm. Xin thông báo cho nhóm biết là cái buổi tiệc hôm nay đó là của chú thím Châu Trinh gửi đến cho nhóm với đặc biệt là ông ngoại bà ngoại. Dạ. Ngoài ngoài nữa đấy. Ngoài ngoài. Cảm ơn cha vợ chồng chú Trinh đó. Dạ. Của... chút xíu chừng nào ấy mẹ lên mẹ kêu con ha. Dạ chào nha, rồi rồi. Dạ con mời chú thím Châu Trinh ăn bánh canh nuôi vịt với nhóm của con. Dạ con kính mời quý bà cô chú anh chị và các bạn dùng bánh canh vịt. Dạ. Dạ con mời quý bà cô chú ăn bánh canh vịt nha. Con mời ông ngoại bà ngoại. Mời mời Sáu. Mời Tám mời mẹ. Dạ con mời quý bà cô chú anh chị ăn bánh canh vịt với nhóm con nha. Dạ con mời ông ba bà ba. Mời Sáu, mời Bảy, mời Tám. À, chị Ngọc mà nghe em. Sao lấy ra thiếu thiếu cái đầu của bà ngoại nè. Cái đầu của bà ngoại. Nè, đầu dịch nè. Ăn đi, ăn ngon ngon đi con ăn đi học. Nè, ăn ngon với ăn hai đứa ăn giếng đi đi học. Đó nào tới giờ học đó thì ăn tốc hành. Ăn đi con. Chị thiếu một Tường Vi rồi phải không? Tường Vi với đỉnh canh ớt lên đây nè. Chú Tấn. Hình như là đỉnh với chú Tấn kêu ăn ít khi nào ăn. Ngại không sao giờ bỏ vậy đi đồng á thì lẹ làng còn kêu ăn ít khi nào tới đó. Gì con? Chuyện cho con cái chén đựng nước chấm rồi sao? Mình thích để tỏi chưa? Có rồi, có rồi, đây có chén rồi mọi sao rồi. Có nước mắm chưa? Dạ có luôn rồi, tỏi đi. Quá hấp dẫn. Chàm á. Không bên đây không chấm. Như đứa này không chấm đâu. Dạ dạ chấm ngồi chú. Dạ. Con ngồi, con mới ăn cơm hả? Đúng rồi, chị Sáu không ăn vịt, nuôi vịt bán nhưng mà không ăn. Chắc là có để gì trong con vịt rồi. Mấy năm rồi hả? Đó là giờ nhỏ lắm. Nhà cũng tới gần tới giờ học phải không? Còn gì ban ngày? Chạy hai quá bờ bé xe. Về cái chân có thẹo hả? Đo đường luôn hả? Tới hồi nào? Dạ hồi tối. Họ không có bắt đèn nè. Chẳng lẽ hồi tối đi lấy tiền nhầm Tám mà té hả? Dạ. Kêu nó lên bà gạn lấy ba cái tiền mướp. Bà cộng sổ quá. Chạy xe gì mà lé ngăn. Dạ để hư gà. Chạy cho đào con lé đó hả? Không có chạy lé đường trơn lắm. Cái đường vô nhà bà trơn lắm. Nhỏ xíu à, cái hẻm nhỏ xíu à. Không, đi bộ còn té nữa nè. Đi xe đạp. Vậy hả? Đường mà gạn khó đi vô vậy. Ngăn nó về đây là bị thương nhiều nhất. Ngăn về đây cũng hình như hơn 2 năm rồi phải không ta? Phải không Ngăn? Ngăn 2 năm, hơn 2 năm phải không? Dạ. Rồi, 2 năm học. Ăn gì sớt đi. Đấy, để cho năm đi. Ừ, năm tự chưa có không? Rồi, đặc biệt. Ra cái men đó. Ra men, đặc biệt. Thật dịch này cắn vô là tan trong miệng. Quá quá một luôn. Dịch này nấu cho ngoại ngoại. Chủ yếu là ngoại ngoại. Này kêu bằng dịch tiềm. Ngon à. Dịch tiềm. Dịch thịt không mà. Dịch siêu thịt mà. Ta đó cho.
sau này con Ngăn mà có gãy gánh học giữa đường á, theo mở sáu nè học hỏi nuôi vịt. Nhân dù với Ngọc vậy, Nguyễn là đồ nuôi vịt rồi đó. Nhân dù muốn vậy đó. Ra là đồ nuôi vịt. Nó học mà nó nói không biết rồi, nó nói mai mốt nó đi chăn vịt rồi nó bán vé số không nhà nghĩa la nó hoài cho nó mai mốt đi bán vé số đi. Bữa hôm nào coi thằng Hiển nó cũng coi cái chỉ tay của nó đó, là một nhân tài đó. Mà sao bây giờ nó không cũng hiểu sao không? Hay lắm, nói chuyện nghe. Nói là một nhân tài đó, học cao lắm đó. Đổ cao đó. Cái chị học làm sao biết. Mà mình không hiểu sao. Con gà đẻ là chạy đi bứt lá chuối nè. Xin gom nè, lóc ổ cho gà đẻ được 10 trứng rồi đó. Nó thôi mần thịt con gà đó ăn rồi, rồi con mần thịt con gà đó ăn là mai mốt, mai sáu phải bán cho con một con vịt nha. Phải cho con lại con nuôi cái con gì á. Cái gì vậy? Nè nè nha. Chả mà ăn được không? Nó mềm dữ lắm rồi, gục quá rồi. Việc này gục luôn rồi, chị Sáu nó gục luôn rồi. Giao cho chị Sáu coi đó. Sáng tới trưa luôn. Mềm luôn. 4 tiếng đồng hồ. Đúng không? Lúc sáng sớm mà tới giờ này đợi mấy bé này về. Để hoài cho nó soi. Cái này vô lớp mà mấy đứa bị gấp dữ à. Chạy đường xa cha. Còn chạy đường xa nữa. Ăn xong hai đứa đưa, tự đứng dậy đi nha con. Khỏi đợi chào nha. Để trễ giờ. Để trễ giờ học á. Sao ăn cơm với vậy? Đá, cá con hồi nãy tắm được nên có gì cá lăng. Kho chung với thịt đó. Thịt bữa nó còn đó. Cá lăng mắc được ngoài sông. Con đặt làm nè. Dạ. À, thằng mất nữa. Sao ăn cái này? Em trưởng cá chim chống. Cá chim lạnh thì chiên tư. Chính có khóm. Cô chiên tư đó bánh chán đi. Kho khóm khúc thôi. Chiên tư mua rau đi leo rồi đó. Em với Nguyên chia đôi á. Nguyên rút lên gì hả? Dạ. Ủa như thế. Rồi vậy vô đi học đi con. Vô hai đồ đi học đi. Ăn ngủ đây mà. Bún nước không? Ngoài mai là sáng không ăn bún hồng. Cho bún hồng Nguyên cho bún. Rồi sẽ gọi cá làm sao đem cho mẹ. Ok mẹ ghé lấy đi. Mẹ ăn không mấy tám ăn đi chiều cho sáng. Bà Sáu không có ăn mà. Ở ngoài này không, cử không. Con miễn ăn thì chiều nay con với Tám làm ăn luôn đi. Cái chiên tư, cái mua bánh tráng, gào đó gói. Còn nhiêu là kho. Khúc kho gì đó. Cái gì? Kêu mẹ ghé lấy đi, cá chim. Mẹ nó sợ không chạy. Cá chim đâu 2 ký mấy á. Sợ bán cá nó không chạy ra được. Xa quá. Giờ bán cá Nguyên. Không được, giờ đúng rồi. Quên bữa nay Nguyễn ngủ ngoài này nữa chứ. Ngủ ngoài này đi. Để sáng con ra cực lắm á. Dạ. Điện thoại ra rồi. Bà còn hái cái điện thoại của tao không? À. Tao để một bàn trước. Đây, đây. Nó không có dưa này. Tiếng chuông này không phải của cha. Bắp ngon hơn, ngọt hơn, bắp hơn. Thôi để chào cái đó cho anh Năm vô ăn đi trưa. Ừ, chào đi. Và một lần nữa con thay mặt cả nhóm gửi lời cảm ơn đến chú Thiếm lần nữa. Và con chúc chú Thiếm luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Và cho con gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị. Và cùng anh cùng các bạn nữa có thật nhiều sức khỏe. Và mình xin chào và hẹn gặp lại với clip sau nha. Và bye bye.